Nhờ em đó. Ừ? Sao lại nhờ em? Ý tưởng đó là của anh mà. Nhờ ở bên cạnh em cho nên anh thấy thoải mái lắm. Nhờ vậy anh mới nghĩ ra ý tưởng này. Đúng rồi. Chứ lúc trước á, lúc nào cũng có Thư ở bên cạnh, làm sao anh nghĩ ra được cái gì chứ, đúng không? Chúc mừng phòng marketing đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian qua. Chúc mừng. Dạ cảm ơn. Có thiệt là không muốn làm vợ tôi không? Em không có ham. Ờ, được rồi. Nếu mà vậy thì anh sẽ về nói chuyện với ba để tìm một cô con dâu khác. Thật là hoàn hảo. Lúc đó đừng có tiếc nha. Không dám đâu. Em sẽ mở tiệc ăn mừng á, chứ ở đâu mà tiếc. Ăn mừng nữa hả? Dám ăn mừng không? Sao không dám? Dám ăn mừng nè. Thư à, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, giữa chúng ta không thể nào hòa hợp được đâu. Anh không thể nào dùng tình cảm. Anh là đồ tồi. Anh nói là anh không yêu tôi đúng không? Em xem lại những hành động của mình đi. Làm sao anh có thể dành tình cảm cho một người như em hả? Anh không yêu tôi, vậy tại sao hôm bữa anh lại ngủ với tôi? Cô không được xúc phạm mẹ tôi. Cô thấy nhục nhã hả? Nếu như mà cô thấy nhục nhã thì cô hãy sống cho tử tế vào. Cô đừng có đi giật bồ người khác, coi chừng bị báo ứng đó. Cái câu mẹ nào con nấy quả là đúng với cô mà. Bà quyết định cho An thôi việc. Ba, như vậy không công bằng đâu. Vì trong chuyện này Thư mới là người cố tình gây sự với Nam An. Bà biết, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Nam An thiếu kiềm chế như vậy. Bà không cấm cản con yêu, nhưng bà không đồng ý cái cách con bảo vệ người yêu như vậy. Con chỉ bảo vệ lẽ phải thôi. Trong thời gian qua, Nam An đã vi phạm kỷ luật, gây mất đoàn kết nội bộ trong công ty. Đáng lẽ Nam An phải bị hình phạt cao nhất là buộc thôi việc, nhưng vì đã có đóng góp to lớn trong việc thành công của sản phẩm mới, cho nên tôi quyết định là khiển trách và đình chỉ công việc 3 tháng. Anh nói coi, con nhỏ đó có cái gì hơn em chứ, mà khiến cho anh mình phải mù quáng, bỏ hết tất cả để chạy tới nó như vậy. Vậy mới nói, cái gì đắng đó khó mà nuốt được. Em không dễ dàng buông bỏ như vậy đâu. Anh Minh là của em, anh Minh phải là của em. Anh hiểu chưa?
Sản phẩm trà xanh của anh đúng là lận đận. Cứ mỗi lần tung ra thị trường là bị người ta phá. Không biết kẻ khốn nào nó làm như vậy nữa. Anh mà biết được kẻ đó là ai thì chắc chắn anh sẽ bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng em thì không hiểu nổi, đang yên đang lành tại sao lại như vậy? Mà sáng nay anh họp với ban lãnh đạo làm sao rồi? Còn phải chờ điều tra nguyên nhân từ phòng khách hàng, sau đó mới có hướng giải quyết được. Bây giờ cần phải tìm cách để mà giải trình với Cục An toàn Thực phẩm, báo chí và người tiêu dùng. Anh đã kiểm tra kỹ lắm rồi, những sản phẩm đó không phải là hàng giả. Không phải hàng giả hả? Nếu là hàng giả thì chúng ta đã dễ dàng giải quyết được rồi. Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ, đó là tất cả những sản phẩm trà xanh đó đều được sản xuất cùng một ngày. Tất cả đi cùng một lô sao? Việc cần làm bây giờ là cần phải thu hồi toàn bộ sản phẩm được sản xuất trong ngày hôm đó. Phải làm thật nhanh trước khi người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm của mình. Liệu lô hàng đó bị hỏng có khi nào do vận chuyển không anh? Lô hàng đó vừa mới được sản xuất, hạn tiêu dùng còn rất dài. Anh nghĩ nếu có lỗi gì đó thì chỉ có thể nằm ở khâu sản xuất thôi. Quá trình sản xuất có vấn đề. Chẳng phải anh Hải từng ở dưới nhà máy hay sao? Lần này ban giám đốc đã quyết định mời công an kinh tế vào cuộc. Chúng ta sẽ sớm biết được thủ phạm thôi. Anh là giở trò đúng không? Cậu điên hả? Tôi không có dính dáng tới chuyện này. Còn nếu cần thiết thì chúng ta mời công an vào cuộc để mà điều tra sự việc này. Con đồng ý với ý kiến của chú. Kết quả sao rồi anh? Anh cứ bình tĩnh. Tình hình trên tổng công ty sao rồi? Tôi thấy báo chí vẫn đưa tin về vụ trà xanh không đường. Vẫn chưa đâu vào đâu hết. Bây giờ tôi vẫn đang chờ kết quả từ anh rồi mới tính tiếp được. Tôi đã phân tích mấy chai nước đó. Tôi thấy những chai nước đó mới sản xuất trong vòng một tháng, hàng sử dụng còn rất là dài. Nên nói việc chai nước bị hỏng do bảo quản là hy hữu. Nhất là chúng được phân phối khắp mọi nơi. Nên không thể nói vấn đề phân phối có vấn đề, đúng không? Nói như anh á, có nghĩa là vấn đề nằm ở quy trình sản xuất của chúng ta hả? Đúng vậy. Nói vậy tôi nghĩ cũng không đúng đâu. Dây chuyền sản xuất của chúng ta rất hiện đại, luôn luôn đạt tiêu chuẩn sản xuất. Vì vậy nếu nói vấn đề nằm ở khâu kỹ thuật thì cũng không đúng đâu. Tôi nghĩ không phải do kỹ thuật. Tôi đã coi mấy chai nước đó, khả năng do nguyên liệu sản xuất có vấn đề. Tôi nghĩ cũng không hợp lý lắm. Nguyên liệu dùng để sản xuất trà xanh là khâu quan trọng. Mạnh Minh của chúng tôi rất chú trọng tới khâu này. Mọi hương liệu và nguyên liệu được lựa chọn rất tốt, cẩn thận từ những nguồn uy tín nhất, đảm bảo hàng sử dụng nữa. Vì sản phẩm trà xanh không đường này là sản phẩm tâm huyết của tôi, và hương vị của nó cũng rất đặc biệt. Chính vì vậy mà khâu lựa chọn nguyên liệu luôn rất kỹ càng. Nhưng kết quả phân tích đã cho thấy nguyên liệu sản xuất đã quá hạn sử dụng. Anh nên xác nhận lại từ phía nhà máy. Được rồi, cảm ơn anh. Ủa mà anh Trung đâu? Sao giờ này ít thấy ảnh quá vậy? Còn ảnh bị ốm nặng, ảnh xin nghỉ cả tháng nay rồi. Anh Minh, anh không sao chứ? Anh ổn mà. Em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm. Tối qua anh không ngủ được à? Anh không sao. Anh đừng có giấu em nữa. Nhìn mắt anh kìa, bây giờ á, nhìn giống như ma vậy đó.
Em biết là anh đang lo lắng vì công việc, nhưng mà anh cứ suy nghĩ hoài như vậy cũng không làm sự việc tốt lên. Anh cứ thoải mái đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh, chia sẻ với anh. An à, bỏ qua tất cả mọi chuyện được không em? Mình làm lại từ đầu nhé. Em gặp lại anh chỉ là muốn tìm hiểu nguyên nhân về sự cố sản phẩm thôi. Dù sao thì em cũng có một phần trách nhiệm ở trong đó. Nhưng còn chuyện tình cảm thì em xin anh đừng có khơi lại nữa. Anh biết em còn giận anh nhiều, nhưng mà anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ lật tẩy thư về những kẻ đang muốn hãm hại anh. Ý anh nói trong chuyện này đã có người cố tình hãm hại anh hả? Đúng vậy. An, anh đang rất đơn độc trong cuộc chiến này. Anh rất cần em. Chỉ cần có em thôi, anh sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi thứ. Em biết tính của Thư mà, Thư sẽ làm tất cả mọi chuyện để ngăn cản chúng ta. Anh mong em hãy hiểu anh. Thôi được, anh về nhà sớm đi. Em phải vô nhà đây. Sao hôm nay ba uống rượu vậy? Bác sĩ đã dặn ba không được uống rồi mà. Sao ba không nghe lời vậy? Có chuyện gì vậy ba? Sao hôm nay con thấy ba... Ba có chuyện gì buồn hả? Dạo này ba thấy trong người không được khỏe, nên ba lo cho con. Con lớn rồi, con tự lo cho con được mà. Ba lo là lo tương lai cho con. Nếu chẳng may ba có mệnh hệ gì mà vẫn chưa lo nổi gia đình cho con, chắc lúc đó ba chết cũng không nhắm mắt được đâu con à. Ba, sao ba nói gì kỳ vậy? Con biết rõ bệnh tình của ba mà. Điều xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà ba không yên tâm. An nè. Dạ. Con lấy chồng đi. Ba thấy thằng Minh nó là người tốt đó. Dạ. Chào cô, cho chúng tôi gặp tổng giám đốc. À, mời mấy anh theo tôi. Cô
Sao cô nhìn tôi với ánh mắt đó? Anh có tật nên giật mình hả? Cô nói vậy là có ý gì? Tôi nói cái gì anh thừa hiểu mà. Chào anh. Chào anh. Anh hẹn tôi ra đây chắc có gì quan trọng đúng không? Tôi muốn anh theo dõi một người. Là nam hay nữ? Hình ảnh và thông tin đều nằm ở trong đó. Được rồi, có thông tin gì tôi sẽ báo ngay cho anh. Ba ơi, con mời ba ăn cơm. Ờ, con. Liệu công nghệ sản xuất của Green đã trở nên quá lạc hậu nên đã ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm hay không? Tôi tự tin khẳng định công nghệ sản xuất của chúng tôi không thua kém bất kỳ nhà máy nào. Và hàng năm, công ty của chúng tôi còn thuê một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật quốc tế về đây để bảo dưỡng và nâng cấp chất lượng cho các thiết bị. Vậy thì theo anh, đây có phải là sản phẩm giả không? Hiện tại thì đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang kiểm tra lại. Nhưng mà tôi cũng không phủ nhận là một số sản phẩm kém chất lượng vừa qua do chính công ty của chúng tôi sản xuất. Rất hoan nghênh sự dũng cảm của Rin đã thừa nhận đó là sản phẩm của mình. Vậy nếu như kỹ thuật và quy trình sản xuất vẫn đảm bảo, vậy thì có sự xáo trộn trong nội bộ của công ty như lời đồn đại của dư luận không? Chúng tôi đang kiểm tra lại mọi khâu sản xuất và cũng đã nhờ bên công an vào cuộc để điều tra. Khi nào có kết luận chính thức thì chúng tôi mới có thể giải đáp thắc mắc của anh được. Dạ, xin phép mọi người. Lúc nào? Dạ, khoảng gần một tiếng. Cảm ơn em. Xin lỗi mọi người, vì tôi có việc đột xuất cho nên phải đi gấp. Nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin gì thì cứ hỏi cô Thư đây. Tôi xin phép. Anh Minh. Sao vậy? Gì mà căng thẳng. Anh Minh. Chắc là có chuyện gì rồi nè. Có chuyện gì mà anh Minh đi gấp vậy? Bỏ dở có cuộc họp báo. Vì ba của An phải đi cấp cứu nên là anh Minh phải vô bệnh viện để giúp đỡ nhạc phụ của mình. Bọn họ còn liên lạc với nhau sao? Thì tình yêu của họ đủ lớn để mà vượt qua tất cả. Cô cũng nhiều chuyện quá hả? Ừ. Bữa nay mình ăn gan hùm hay sao vậy ta? Mà mình không thấy sợ nhỏ đáng ghét đó nữa. Em. Đừng khóc nữa em, ba sẽ không sao đâu. Thank you.
Chào sếp. Ủa, sao sếp biết nhà tôi hay vậy? Mà có chuyện gì quan trọng sếp mới tìm tôi chứ gì? Vào nhà đi rồi nói chuyện, ở đây nói chuyện không tiện. Dạ, sếp vô nhà đi. Dạ, sếp uống nước. Thôi, khỏi, không cần đâu. Tình hình con gái anh sao rồi? Dạ, cũng ổn rồi sếp, nhưng mà phải điều trị kéo dài. Anh cầm thêm đi, để lo thuốc thang cho con gái. Dạ thôi, lần trước sếp đưa tôi 50 triệu rồi, lần này tôi không dám nhận nữa đâu. Dạ, miễn sao sếp giữ lời hứa, cất nhắc tôi lên làm giám đốc sản xuất là tôi vui rồi. Chuyện đó thì chắc chắn rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ tình hình rất phức tạp. Phức tạp sao sếp? Lô hàng đó gần như hỏng hết, gây thiệt hại cho công ty rất lớn. Chính vì vậy, ban giám đốc đã mời công an vào điều tra. Công an điều tra? Đúng vậy. Trời ơi, như vậy là tôi chắc chắn bị bắt rồi. Còn con gái tôi ai lo? Chính vì vậy nên tôi mới phải đích thân đến đây gặp anh. Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao hả sếp? Tình hình này anh cứ tiếp tục xin nghỉ việc, nói là bận lo cho con gái, còn mọi việc khác cứ để cho tôi lo. Nè, cần gì thì gọi điện, nhưng tuyệt đối không được gặp trực tiếp khi chưa có sự cho phép của tôi. Dạ, tôi biết rồi. Cứ vậy đi. Dạ. Ba. Ba. Ba thấy sao rồi? Ba có thấy khó thở không? Con đi gọi bác sĩ cho ba nha. Ba ổn rồi, không sao đâu. Hai đứa đừng lo lắng gì cho ba hết. Hai đứa nghe ba hỏi nè. Hai đứa có thương nhau không? Dạ, tất nhiên là có. Có yêu nhau không? Dạ có chứ. Con vẫn chưa trả lời cho ba. Dạ. Vậy hai đứa làm đám cưới đi, đừng làm khổ nhau nữa. Ba. Ừ, có chuyện gì mà thấy con vui dữ vậy? Con ngồi xuống đi. Con qua để xin ý kiến của ba về một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Nói cho ba nghe coi. Dạ, xin ba cho con được cưới An. Con suy nghĩ kỹ chưa? Tất nhiên là kỹ lắm rồi. Con muốn gắn cuộc đời của con với An, hy vọng là ba sẽ chấp nhận. Vậy thì ba không có lý do gì để phản đối chuyện này hết. Ba ủng hộ hai tay hai chân. Dạ, con cảm ơn ba. Vô, chúc mừng con. Dạ. Vậy khi nào thì con tính tổ chức? Dạ, con định tháng sau. Vậy ba con mình phải bàn bạc cho thật kỹ để tổ chức cho chu đáo. Dạ. Vô con. Yeah.
Alo, có chuyện gì mà anh gọi giờ này vậy? Tôi gọi để báo cho cô một tin buồn đây. Tin gì? Anh nói luôn đi, đừng có úp mở mở như vậy nữa. Cô sắp được chứng kiến cảnh người yêu đi lấy vợ rồi đó. Cái gì? Anh Minh sắp lấy vợ hả? Đúng vậy, nó vừa qua xin phép ông già cho phép nó được cưới con nhỏ Nam An đó. Alo, em nghe nè. Tình hình của ba sao rồi em? Ba đỡ nhiều rồi. Em ép mãi á, thì ba cũng ăn được một chút cháo rồi. Sau này lỡ như anh bị bệnh, không biết em có chăm sóc anh tốt như vậy không ta? Còn lâu á, em để cho anh chết đói luôn. Anh biết mà, đâu thể trông chờ được gì. Em luôn cư xử rất tệ với anh đó. Bởi vì anh là người xấu. Anh à, hồi nãy anh vừa mới nói chuyện với ba xong. Ba rất là ủng hộ chuyện hai đứa mình kết hôn với nhau đó. Thiệt hả anh? Có thiệt vậy không? Hay là anh nói vậy để cho em khỏi bị tổn thương? Nè, chuyện đại sự như vậy, anh nói dối em làm cái gì chứ? Kể từ ngày mai là hai đứa mình phải chuẩn bị cho chuyện kết hôn đó nghe. Sao anh làm cái gì mà nôn quá vậy? Để cuối tuần mình bắt đầu chuẩn bị cũng được mà anh. Không được, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Vậy nha. Ừ, có gì mai nói chuyện tiếp. Giờ này không biết ai tìm anh nữa. Thôi nha. Dạ, bye anh. Thư, giờ này qua đây làm gì nữa? Có phải là sắp sửa cưới của Nam An không? Đúng, tụi anh sắp kết hôn. Anh suy nghĩ lại được không? Em yêu anh lắm. Em không thể nào sống thiếu anh được hả? Anh Thư à, Thư, nghe anh nói nè. Anh rất trân trọng tình cảm em dành cho anh, nhưng mà thứ tình cảm đó không phải là tình yêu. Em hiểu chưa? Anh xin lỗi. Em không cần biết là anh có yêu em hay không, nhưng mà em không thể nào chấp nhận được việc đứa con gái nào đứng bên cạnh anh mặc áo cưới mà không phải là em hết. Thư à, Thư, em buông ra đi. Em giống như điên khùng vậy đó. Phải, tôi yêu anh nên tôi mới điên như vậy nè. Mình nói chuyện xong rồi đó, em về đi, giờ cũng khuya lắm rồi. Anh cần được nghỉ ngơi. Anh đuổi em đó hả? Anh không có đuổi em, chỉ là anh muốn nghỉ ngơi thôi. Em về đi. Em yêu anh, em không thể nào sống thiếu anh được hết. Vậy em không đáng bị đối xử như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra đừng có trách em. Em đang đe dọa anh đó hả? Chừng nào em còn sống thì anh phải thuộc về em. Thư, em mà dám đụng tới An thì em đừng có trách anh. Chào anh. Dạ, chào hai anh. Đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra toàn bộ hồ sơ ở đây. Dạ, anh chờ một chút.
Dạ, báo cáo các anh. Đây là toàn bộ văn bản nghiệm thu cũng như giấy quyết định chuyển giao công thức chế biến sản phẩm, đã chuyển từ phòng sinh hóa xuống xưởng sản xuất. Vậy ai là người ký quyết định nghiệm thu cuối cùng? Dạ anh Trung. Nhưng mà từ khi anh nghỉ việc, tôi tạm thời thay ảnh. Vậy tạm thời trưởng phòng của anh nghỉ việc hay là nghỉ hẳn? Dạ, anh nghỉ một thời gian để lo chữa bệnh cho con gái. Con gái của anh bị bệnh gì? Có nặng lắm không? Nghe nói con gái anh bệnh rất nặng, phải mổ tim gấp. Anh ấy đã nghỉ được bao lâu rồi? Dạ, anh nghỉ 2 tháng rồi. Gần đây anh báo cáo xin nghỉ một thời gian dài. Trong quá trình sản xuất, các thông số có thay đổi hay không hay vẫn giữ nguyên? Dạ, có sự thay đổi. Sản phẩm thay đổi tùy thuộc vào số lượng nhiều hay ít à? Ý anh nói có nghĩa là nếu thông số chế biến thay đổi thì chất lượng sản phẩm sẽ thay đổi đúng không? Dạ đúng vậy. Chỉ cần thêm 10% là sản phẩm đã khác rồi. Cũng chính vì vậy, quy trình xét nghiệm sinh hóa của chúng tôi rất là quan trọng và được bảo vệ chặt chẽ. Người ký quyết định đồng ý cho sản xuất lô hàng có vấn đề vừa rồi là anh hay trưởng phòng của anh? Dạ là anh Trung. Đây là văn bản cuối cùng anh ký trước khi nghỉ việc. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin. Mời anh ký vào biên bản. Mời anh ký vô đây. Tạm thời chúng tôi phải thu giữ hồ sơ này để phục vụ cho công tác điều tra. Dạ dạ. Dạ gửi anh. Trời, thiệt vậy luôn á hả? Trời sao nhanh vậy? Đi thử đồ cưới luôn rồi. Ôi, hèn chi không thấy submit tới công ty luôn. Vậy chúc mừng bà nha. Khi nào chụp hình cưới á, nhớ cho tôi đi theo coi nha. Bye. Anh Minh chưa tới công ty sao? À, anh Minh kẹt rồi. Kẹt chuyện gì? Ảnh kẹt á. Đưa An đi coi đồ cưới. Cô đi đâu vậy? Tôi chưa nói chuyện với cô xong mà cô bỏ đi đâu? Tôi phải đưa công văn này của Bộ Công an cho tổng giám đốc. Để tôi đưa cho. Một lát nữa tôi có việc phải trao đổi với bác ấy. À, vậy thì cảm ơn cô nha. Làm gì bữa nay tốt dữ vậy? Mà sao nghe mình nhắc tới chuyện anh Minh với An đi thử đồ cưới mà cái mặt của bà lạnh tanh, không có chút phản ứng gì hết vậy ta? Sao? Từ tối qua đến giờ chắc sốc lắm đúng không? Anh nói đi. Bây giờ tôi phải làm cái gì để ngăn chặn anh Minh cưới con nhỏ đó? Sáng nay ảnh với nó vừa đi thử đồ cưới với nhau đó. Còn một tháng nữa mới tổ chức đám cưới. Từ giờ đến lúc đó cũng đủ thời gian cho cô xoay chuyển tình thế mà. Nhưng mà anh phải nghĩ cách gì giúp tôi chứ. Tất cả những cách gì cần giúp cô thì tôi đã làm hết rồi. Còn việc cô có chiếm được trái tim của thằng Minh hay không thì đâu phải là lỗi của tôi. Mà thay vì đứng đây buồn rầu, ỉ ôi, thì cô á hãy tìm cách gì để thằng Minh nó bỏ con nhỏ An mà quay về với cô đi. Nếu như tìm được cách thì tôi đâu có đứng đây mà xin lời khuyên của anh làm gì. Giấy triệu tập gì đây? Bên công an gửi cho ba anh sáng nay. Hình như là có liên quan tới lô sản phẩm bị hỏng. Liên quan đến nghi án phá hoại sản xuất trong tập đoàn Green, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra quyết định triệu tập ông Nguyễn Đình Trung, trưởng phòng sinh hóa, đến làm việc với chúng tôi vào lúc 14 giờ. Vụ này có liên quan đến anh đúng không? Cô nói cái gì vậy? Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ chuyện này có liên quan tới anh rồi. Dựa vào đâu mà cô nói như vậy chứ?
Tôi đã giúp anh lấy lại chiếc ghế giám đốc tài chính, vậy mà chưa đủ với anh nữa. Tham vọng của anh là muốn ngồi luôn vào vị trí của bác. Cho nên khi thấy anh Minh được đề cử vào chức phó tổng giám đốc, thì anh đã tìm cách phá hỏng lô hàng đó nhằm hạ uy tín của anh Minh trước mặt hội đồng quản trị, có đúng không? Cô im đi. Nếu như để công an biết được chuyện này, thì tôi nghĩ anh khó lòng giữ được chiếc ghế giám đốc tài chính của anh. Mà tệ hơn, anh còn có thể ngồi tù nữa đó. Nếu như cô im lặng, mọi việc khác tôi sẽ có cách giải quyết. Cơn giông cuộc đời nhiều lần chìm trôi, đôi tay phân vân buông hay giữ biết bao lần, dù đã ngã thật đau ước luôn còn. Tôi đang đi tìm tôi, yêu thương như mây trời chạm nhẹ rồi bay trôi qua đôi tay dẫu ta vẫn. Tôi chỉ im lặng với một điều kiện. Một ngày đẹp tươi anh kia đến bên đời. Điều kiện gì? Cô nói luôn đi. Anh hãy giúp tôi phá hỏng đám cưới của con nhỏ đó. Phía cuối con đường nắng ấm, tôi biết sẽ là sáng hôm. Như câu chuyện cổ tích, mỗi đêm mẹ đang kết tôi, nơi ấy sẽ là tiếng hát, hạnh phúc sẽ về rất nhanh. Cùng tôi bước đi đến tận phía cuối đường. Sếp, có ai biết anh hẹn tôi ra đây không? Sếp cứ yên tâm, không ai biết hết. Dạ, anh Dung gì ạ? Cho ly cà phê đá, cảm ơn. Dạ. Này, tụi đó không để ai biết chuyện hợp tác giữa tôi và anh nghe chưa? Tôi đâu có khùng đâu sếp, mà nói cho người ta biết. Công an họ gửi giấy yêu cầu, tôi sợ họ phát hiện ra là tôi có ý thay đổi công thức chế biến. Phải tùy cơ ứng biến, phải tuyệt đối không được thừa nhận chuyện này. Nếu không, tôi và anh sẽ bóc lịch lâu dài. Đợi tới lúc anh được tự do rồi, thì con gái anh, nó nằm dưới mồ lâu rồi đó. Mà nè, nếu công an phát hiện ra công thức sai á, anh cứ nói là do bận chăm sóc con bị bệnh nặng, không tập trung được vào công việc nên dẫn đến sai phạm. Dạ tôi biết rồi sếp. Chiều nay sau khi lên công an làm việc,
tôi sẽ điện để báo cáo sếp biết. Không cần đâu, tôi sẽ gọi cho anh khi thấy cần thiết. Vậy cũng được. Về đi, về đi. Dạ. Nói ra rồi đó, hành động đi. Tuyệt đối phải nhanh gọn lẹ nghe chưa. Xong việc anh sẽ nhận đủ số tiền còn lại. Rồi, được rồi, em hiểu rồi. Con chuẩn bị lễ cưới tới đâu rồi? Có cần ba hỗ trợ điều gì thì nói cho ba biết nha. Dạ con cảm ơn ba, mọi thứ cũng đã ổn rồi. Cưới sinh là việc quan trọng của cả đời người, con không nên chủ quan, phải kiểm tra kỹ lưỡng, đừng để những việc đáng tiếc xảy ra trong lúc diễn ra lễ cưới. Dạ con biết rồi, con thấy ba còn lo lắng hơn con nữa đó. Mời vào. Dạ thưa giám đốc, có anh công an cần gặp ạ. Dạ mời anh. Chào anh. Chào ông. Mời anh ngồi. Chào. Chào anh. Hôm nay anh tới đây chắc có kết quả điều tra rồi, đúng không? Chúng tôi phát hiện có dấu hiệu bất thường khi hàm lượng chất phụ gia tăng cao, khiến cho tinh thể của trà bị kết tủa, dẫn đến tình trạng lên men. Đây là nguyên nhân chính làm cho sản phẩm bị hỏng. Quy trình sản xuất của công ty mình được giám sát rất chặt chẽ, các khâu sản xuất luôn tuân thủ theo công thức của phòng sinh hóa. Vấn đề là ở chỗ đó. Vậy là các anh nghi ngờ nguyên nhân lô hàng bị hư là do phòng sinh hóa. Đúng vậy, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể kết luận đây là một hành động cố ý phá hoại hay đơn thuần chỉ là sai sót về nghiệp vụ. Chúng tôi đã cử cậu Trung lên trình diện theo giấy triệu tập của các anh. Đáng lẽ chiều hôm qua anh Trung phải đến trình diện, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy mặt anh ta, cho nên tôi phải đến đây. Để con gọi xuống phòng sinh hóa coi anh Trung có ở dưới đó không. Ừ. Alo. À, anh Phương hả? Anh Trung có ở dưới đó không? Dạ, anh Trung bị tai nạn từ chiều hôm qua. Nghe nói bị tai nạn xe, giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Bị tai nạn hả? Dạ đúng. Trung bị sao vậy con? Anh bị tai nạn xe, bây giờ đang nằm trong bệnh viện đó ba. Dạ thưa bác sĩ, có phải bệnh nhân Trung nằm trong đây không bác sĩ? Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Trung không? Dạ không, anh ta làm trong công ty của tôi. Tình trạng của anh sao rồi bác sĩ? Tình hình bệnh nhân hiện nay rất là nguy hiểm, khả năng hồi phục chỉ 30-40% mà thôi. Dạ, mong bác sĩ tận tình cứu chữa cho ảnh. Toàn bộ phần viện phí bên công ty chúng tôi sẽ lo. Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào cậu. Anh Trung đột ngột bị tai nạn ngay trước khi lên gặp công an để giải trình về sự cố nước trà xanh. Liệu có ai đó muốn anh ta im lặng không?
Alo, tôi đang định gọi cho anh nè. Có tin tức gì mới chưa? Vậy hả? Được rồi, tôi tới đó liền. Khi mà sâu chuỗi lại, con thấy các sự kiện có liên quan với nhau. Đầu tiên là sản phẩm bị hư, sau đó là cuộc gặp rất bí hiểm này, và cuối cùng là tai nạn của anh Trung. Con có em bé rồi. Con ơi, con nói gì? Con có em bé. Cả anh và tôi, chúng ta đều sắp có cháu để bồng rồi. Chuyện này là sao? Anh nói cái gì vậy? Ai là ba của anh chứ? Ai là ba của anh? An à, anh ra khỏi nhà tôi. An, đi ra khỏi nhà tôi. Bình tĩnh đi em. Con chỉ muốn đưa Thư tới bệnh viện thôi. Tới bệnh viện? Tới bệnh viện để làm gì? Anh đừng có nói với em là anh muốn em phá cái thai này nha. Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ? Anh đã tin chưa? Đúng là cô đã có thai, nhưng mà điều đó không nói lên được gì hết. Vậy anh muốn tôi làm thế nào ta mới tin được đây?